mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình tiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Thủ tướng Andrés Súnást đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hôm qua và tuyên bố sẽ từ chức. Thủ tướng Súnást đã điện thoại chúc mừng lãnh đạo công đảng Keïstamer, đồng thời tuyên bố chịu trách nhiệm và sẽ từ chức. Quyền lực sẽ được trao tay một cách hòa bình và trật tự với thiện trí từ tất cả các bên. Đó là điều sẽ mang lại cho tất cả chúng ta niềm tin vào sự ổn định và tương lai của đất nước. Dự báo công đảng sẽ thắng áp đảo sau khi kiểm đếm số phiếu tại 474 khu vực bầu cử, cho thấy đảng này giành được 331 ghế trong Hạ viện, gồm 650 ghế. Lãnh đạo của đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ trở thành thủ tướng và thành lập chính phủ mới. Đảng bảo thủ của Thủ tướng Sunat dự kiến sẽ giành được ít ghế nhất trong lịch sử. Trước đó, ông Sunat đã giành được ghế trong quốc hội tại khu vực bầu cử miền Bắc nước Anh. Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy có hai bộ trưởng quốc phòng và tư pháp trong nội các của Thủ tướng Rishi Sunak đã mất ghế trong Quốc hội Anh. Được 18.078 phiếu, Bộ trưởng Quốc phòng Ron để mất ghế Quốc hội vào tay ông Andrew Lewin, ứng viên của công đảng với 19.877 phiếu. Bộ trưởng Tư pháp Alex Trott cũng phải nhường ghế Quốc hội lại cho ứng viên Đảng Dân Chủ Tự do Mark Wilkinson. Ông Wilkinson được 25.076 phiếu, còn số phiếu của ông Choat là 17.866. Bộ trưởng Quốc phòng và Tư pháp là hai nhân vật chủ chốt trong đảng bảo thủ của Thủ tướng Sunak. Ngoài ra, chính trị gia cánh tả kỳ cựu Gabriel Galloway cũng mất ghế quốc hội sau khi để thua ứng viên Progo của công đảng. Hôm nay Iran tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 với hai ứng viên là nhà cải cách cựu bộ trưởng y tế Masoud Pezeshkian và nhân vật bảo thủ cực đoan Saeed Jalili. Theo số cơ quan bầu cử Iran, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào tuần trước, ông Pezekian về nhất với 42% số phiếu, xếp trên ông Jalili được 39% phiếu bầu. Chỉ 40% trong số 61 triệu cử tri đủ điều kiện ở Iran đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên, tỷ lệ bỏ phiếu thấp nhất trong bất kỳ cuộc bầu cử tổng thống nào ở Iran kể từ cuộc cách mạng hồi giáo năm 1979. Trước thềm cuộc bỏ phiếu quyết định hôm nay, lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu nhiều hơn. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng về cuộc chiến ở Gaza, chương trình hạt nhân Iran và nỗi quan ngại của người dân về tình trạng nền kinh tế do ảnh hưởng của lệnh cấm vận. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử để tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp các lời kêu gọi ông rút lui sau cuộc tranh luận thất bại hôm 28 tháng 6. Tại thị trấn Scranton, bang Pennsylvania, quê nhà của Tổng thống Biden, cử tri đang bị dao động Tôi nghĩ mọi người đều thất vọng. Ông ấy cứ như người giữ chỗ dùng vượt qua tất cả để sau đó người khác thế vào. Tôi nghĩ ông ấy vẫn có thể làm Tổng thống, ông ấy chỉ không khỏe như trước. Thằng thắn thừa nhận, song Tổng thống Biden tiếp tục trấn an dư luận rằng không có ý định rút lui. Tôi đã có một buổi tối tồi tệ, sự thật là tôi đã phá hỏng nó, tôi đã sai lầm, nhưng tôi rút ra được bài học từ thất bại và sẽ lại đứng lên. Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Biden đang tìm cách xoa dịu các nhà tài trợ, cử tri và các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ để họ tiếp tục ủng hộ ông. Ngày mai, Niger, Mali và Burkina Faso sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung lần đầu tiên kể từ khi ba nước nằm dưới sự điều hành của chính quyền quân sự sau đảo chính. Chính quyền Niger tuyên bố, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của các nguyên thủ quốc gia đến từ Burkina Faso, Mali và Niger vào ngày 6 tháng 7, Nguồn tin cho biết thêm, lãnh đạo chính quyền Niger Abdourahman Thiani sẽ đón thêm các nguyên thủ Burkina Faso, ông Ibrahim Tappe và Mali, ông Assimi Goita tại thủ đô Niamey một ngày trước hội nghị thương đỉnh. Cuộc họp này sẽ được tổ chức vào đêm trước hội nghị thương đỉnh Cộng đồng kinh tế Tây Phi Ecowas. Ba nước trên đã rút khỏi Ecowas từ tháng 1. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 6 người liên quan đến vụ giẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, khiến 121 người thiệt mạng hôm 2 tháng 7. Vụ việc xảy ra tại quận Harad, cảnh sát bắt giữ 4 nam giới và 2 phụ nữ với cáo buộc hỗ trợ cho ông Bablea Baba, nhà truyền giáo chính của buổi tụ hội, dẫn đến vụ giẫm đạp. Ông Baba đã bỏ trốn gây bức xúc cho cư dân địa phương. Tôi nghĩ ông Baba nên đến xem các nạn nhân và nói gì đấy với họ thay vì bỏ trốn. Bất kể chuyện gì xảy ra và ai chịu trách nhiệm, xin đừng bỏ qua trong ba ba, xin đừng để việc như thế này xảy ra lần nữa. Chính quyền địa phương tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp an toàn, nhất là trong các cuộc tụ hội lớn. Nguyên nhân vụ việc được cho là do chính quyền không có biện pháp kiểm soát đám đông hiệu quả. Quý vị khán giả vừa theo giả bản tin cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai.